Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiết 86-87, tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh và cách làm bài văn lập luận chứng minh. Mục tiêu cần đạt của tiết học hôm nay, chúng ta phải đạt được hai mục tiêu. Thứ nhất là nhận diện được đặc điểm của phép lập luận chứng minh. Thứ hai là chúng ta biết cách làm một bài văn lập luận chứng minh. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta có hai nội dung cần phải quan tâm. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước để làm một bài văn lập luận chứng minh. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu mục đích và phương pháp chứng minh. Trước hết, chúng ta tìm hiểu cách chứng minh trong đời sống. Trong cuộc sống, có khi nào các em bị người khác nghi ngờ hay hiểu lầm chưa? Câu trả lời của chúng ta là có, thậm chí có nhiều, phải không các em? Nhiều khi chúng ta không làm việc này nhưng người khác lại đổ cho chúng ta. Nhiều khi mình nói nhưng người khác vẫn không tin vào lời của mình. Đấy là thực tế cuộc sống nó như vậy. Như vậy những lúc đó các em sẽ làm gì và làm như thế nào? Những lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ minh oan cho mình bằng cách chúng ta đưa ra những bằng chứng cụ thể. Như vậy, xét cho cùng mục đích của các em khi các em đưa ra những bằng chứng cụ thể đó để làm gì? Có phải là để cho người khác tin tưởng vào lời của mình hay không? À, như vậy mục đích cuối cùng của chứng minh trong đời sống đó là khiến cho người khác tin tưởng vào lời của mình. Thế còn chứng minh trong nghị luận thì sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua ví dụ trong văn bản Đừng sợ vấp ngã, sách giáo khoa. Ở đây, thầy có đánh lại cho các em để các em tiện theo dõi. Còn khi mình học trực tuyến ở nhà, thì các em sẽ mở sách giáo khoa ra để cùng theo dõi ha. Trước khi tìm hiểu văn bản, thì chúng ta ôn lại kiến thức về văn nghị luận chút xíu. Ở trong bài đặc điểm của văn nghị luận, chúng ta đã tìm hiểu về luận điểm. Luận điểm thì các em nhớ giùm thầy, chúng ta có luận điểm chính và luận điểm phụ. Thứ hai là luận cứ. Luận cứ gồm có lý lẽ và dẫn chứng. Thứ ba là chú ý đến cái trình tự lập luận. Trình tự các luận điểm và luận cứ, tức là cách sắp xếp các luận điểm và các luận cứ trong văn nghị luận. Chúng ta cùng xem lại văn bản. Văn bản đang đề cập đến vấn đề đừng sợ vấp ngã. Đó là một lời khuyên. Vấp ngã ở đây chúng ta không hiểu đơn thuần chỉ là vấp té hay là một tai nạn. Mà mở rộng ra, vấp ngã ở đây ý nói đó là những thất bại, những khó khăn trong cuộc sống của mình. Tác giả bài viết này đưa ra một lời khuyên, chúng ta đừng nên sợ những khó khăn, đừng nên sợ những thất bại trong cuộc sống của mình. Và để khiến cho người đọc tin tưởng vào lời nói của mình, tin tưởng vào lời khuyên của mình, thì tác giả đã đưa ra cái gì? Tác giả đã đưa ra lý lẽ và dẫn chứng. Như vậy, cái cách chứng minh của tác giả là tác giả đưa ra lý lẽ và dẫn chứng để khiến cho người đọc, tức là chúng ta tin tưởng vào cái lời khuyên của mình. Bây giờ chúng ta xét thử tác giả đã đưa ra những lý lẽ nào trong văn bản. Đầu tiên, chúng ta tìm xem trong văn bản tác giả đã nêu ra những lý lẽ nào. Các bạn quan sát đoạn đầu, chúng ta thấy tác giả đã đưa ra 3 lý lẽ. Thứ nhất là lần đầu tiên bước đi, bạn bị ngã. Lý lẽ thứ hai, lần đầu tiên tập bơi, bạn uống nước và suýt chết đuối. Lý lẽ thứ ba, lần đầu tiên chơi bóng bàn, bạn không đánh trúng bóng. Như vậy các bạn thấy những lý lẽ này có một điểm chung là gì? Đây là điều mà ai cũng từng trải qua trong cuộc sống. Đúng không các em? Thầy và các em cũng vậy. Ai cũng đã từng bước đi những bước đi đầu tiên. Và chúng ta ngã không biết bao nhiêu lần trước khi chúng ta thuần thục. Rồi khi chúng ta biết tập bơi nữa, chúng ta cũng đã từng uống nước. Và thậm chí có bạn đã từng suýt chết đuối, phải không các bạn? Rồi lần đầu tiên chơi bóng bàn, nếu bạn nào biết chơi bóng bàn
Nếu mà bạn lần đầu tiên tập chơi bóng bàn thì rất khó để đánh trúng quả bóng. Nói chi chơi bóng bàn, thầy nói đơn giản là chúng ta đá cầu đi, lần đầu tiên chưa chắc chúng ta đã trúng cái cầu đâu, phải không các em? Như vậy đây chính là điều mà ai cũng đã từng trải qua trong cuộc sống. Như vậy lý lẽ trong văn chứng minh cần phải đáp ứng điều kiện nào? Đó là nó phải là điều đúng đắn, tức là điều đó mọi người phải đồng tình và thừa nhận rằng nó đúng. Chứ mình đưa ra một lý lẽ mà chỉ một mình cho rằng đúng, còn người khác không đồng tình, người khác phản đối, thì sao gọi là lý lẽ được? Sao thuyết phục người khác được? Sao người khác tin vào mình được? Đúng không các em? À, như vậy lý lẽ được dùng trong văn chứng minh cần phải đúng đắn, vì tính đúng đắn của lý lẽ nó sẽ góp phần làm cho văn bản trở nên thuyết phục và khiến người ta tin vào lời nói của mình hơn. Nhưng mà trong văn chứng minh không chỉ dùng lý lẽ, bởi vì khi chúng ta dùng lời để thuyết phục một người tin vào lời nói của mình khó, nhưng khi chúng ta có kết hợp với những bằng chứng cụ thể, ở đây trong văn nghị luận ta gọi là dẫn chứng á, thì văn bản sẽ đạt đến tính thuyết phục cao hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành khảo sát việc sử dụng và cách nêu dẫn chứng của tác giả bài viết này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những dẫn chứng được sử dụng trong bài viết. Quan điểm này, Louis Pasteur, Lev Tolstoy, Henry Ford, Enrico Caruso, trong văn bản người viết sử dụng đến 5 dẫn chứng, và những dẫn chứng này người viết đã tập trung vào hai khía cạnh trong cuộc đời của họ: thất bại, thành công. Walt Disney từng bị sa thải vì thiếu ý tưởng, ông còn bị phá sản rất nhiều lần, nhưng cuối cùng ông sáng tạo lập nên Disneyland, một khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi nổi tiếng không chỉ ở nước Mỹ mà cả thế giới. Louis Pasteur từng là một sinh trung bình. Về môn hóa, ông xếp hạng 15 trên 22 học sinh trong lớp, nhưng lại trở thành một nhà khoa học nổi tiếng và là cha đẻ của vaccine. Lester tôi từng bị đình chỉ học vì thiếu năng lực và ý chí học tập, nhưng ông đã trở thành một nhà văn vĩ đại, không chỉ ở nước Nga mà cả thế giới. Henry Ford cháy túi đến 5 lần, trở thành một nhà kinh tế lớn. Caruso, thầy giáo cho rằng ông không thể hát được, nhưng ông lại trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng. Như vậy các em thấy, không phải mà tác giả bài viết này lại đưa một cách ngẫu nhiên 5 dẫn chứng vào trong bài viết của mình, mà 5 dẫn chứng này các bạn để ý, các bạn sẽ thấy nó có đặc điểm chung. Đó là họ đều là những người nổi tiếng, cả thế giới đều biết đến họ. Thứ hai, họ đều gặp những thất bại, những vấp ngã trong cuộc sống của mình. Thứ ba, họ thành công trên chính cái lĩnh vực mà họ bị thất bại. Như vậy, khi nêu dẫn chứng trong văn chứng minh, chúng ta cần đảm bảo những điều kiện nào? Dẫn chứng phải tiêu biểu, có nghĩa là dẫn chứng đó phải được chọn lọc. Và dẫn chứng đó phải là dẫn chứng phổ biến, có nghĩa là dẫn chứng đó ai cũng biết, nhiều người biết, chứ không riêng gì một ai. Thứ hai, dẫn chứng phải phong phú. Phong phú nghĩa là đa dạng, có nghĩa là các em phải đưa nhiều dẫn chứng vào trong bài viết của mình để tạo cái sức thuyết phục cho bài viết. Như vậy trong văn chứng minh, dẫn chứng đòi hỏi phải thỏa mãn những yêu cầu nào? Đó là phải tiêu biểu và phong phú. Các em không cần chép bài đâu, lát nữa cuối cái bài giảng này sẽ có một slide
các em sẽ ngừng lại và chép bài. Tiếp theo, những dẫn chứng được nêu ra tiêu biểu phong phú nhưng không phải sắp xếp một cách tùy tiện và trình bày một cách theo ý riêng của mình, mà chúng ta cần phải trình bày dẫn chứng theo một cái phương pháp cụ thể. Ở đây thì gọi là lập luận. Chúng ta hãy thử quan sát lại cách nêu dẫn chứng ở trong văn bản này. Các bạn thấy, ở đây tác giả không chỉ liệt kê những cái tên, mà ở đây ông còn đi phân tích để cho thấy những con người này họ đã vấp ngã ở đâu và họ đã đứng lên như thế nào, rồi họ đã được những thành công nào trong cuộc sống của mình, để từ đó cho chúng ta một bài học. Như vậy, khi chúng ta nêu dẫn chứng trong bài văn chứng minh, mình không chỉ nêu tên mà còn phân tích từ những thất bại đến thành công của từng người, để người đọc phát hiện ra điểm chung, đó chính là nhờ có ý chí, nghị lực, sự kiên trì, họ mới thành công như thế. Như vậy, chúng ta thấy cái cách lập luận của bài viết này vô cùng chặt chẽ. Như vậy, lập luận trong bài văn chứng minh cần phải chặt chẽ, nói dễ hiểu, có nghĩa là chúng ta cần phải phân tích và chúng ta cần phải trải qua các bước sắp xếp các dẫn chứng đó theo một trình tự hợp lý. Bài này ở những tiết trước thầy cô có dạy cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các bước để chúng ta tiến hành làm ra được một bài văn lập luận chứng minh. Chúng ta nhắc lại, có bao nhiêu bước làm bài văn? Có 4 bước để chúng ta làm một bài văn hoàn chỉnh. Bước thứ nhất là bước tìm hiểu đề. Bước thứ hai là tìm ý và lập dẫn ý. Bước thứ ba, viết bài. Bước cuối cùng, đọc lại và sửa chữa. Chúng ta cùng nhau khảo sát đề bài sau. Nhân dân ta thường nói, có chí thì nên, hãy chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu đề. Tìm hiểu đề là gì? Tìm hiểu đề là mình đi xác định nội dung yêu cầu của đề bài. Mình xác định như thế nào? Thì thầy cô chúng ta có dạy cho chúng ta cái cách tìm hiểu đề đơn giản rồi đó. Đó là chúng ta sẽ kịch với những từ hoặc những cụm từ có chứa yêu cầu nội dung của đề bài. Đối với đề bài vừa rồi, chúng ta sẽ kịch với những từ cụm từ nào? Có chí thì nên. Chứng minh. Như vậy chúng ta đã gạch dưới hai gạch dưới. Như vậy chúng ta đã xác định được hai yêu cầu và nội dung của đề. Thứ nhất, chúng ta xác định được kiểu bài, đó là kiểu bài nghị luận, và phương pháp lập luận, đó là phương pháp chứng minh. Và vấn đề chúng ta cần chứng minh ở đây, đó là không phải là chứng minh cái câu tục ngữ, mà chứng minh cái ý được nêu ra, cái ý được nhấn mạnh ở trong câu tục ngữ đó. Các bạn lưu ý, đối với những đề bài này, chúng ta không chứng minh rằng câu tục ngữ đó đúng hay sai, mà chúng ta chứng minh cái điều mà ông bà ta muốn dạy dỗ ẩn chứa ở trong câu tục ngữ đó. Như vậy, ở đây cái điều được ẩn chứa trong câu tục ngữ có chí thì nên, đó là ý chí, nghị lực dẫn đến thành công trong cuộc sống. Chúng ta tiến hành bước thứ hai, đó là tìm ý và lập dẫn ý. Tìm ý là gì? Tìm ý là khâu mà chúng ta sẽ đưa ra một hệ thống câu hỏi, rồi chúng ta sẽ trả lời cho những câu hỏi đó. Như vậy, hệ thống câu trả lời đó chính là ý chính để chúng ta triển khai viết bài cho bài viết. Thầy cung cấp cho các bạn một cái dạng ý chung của kiểu bài chứng minh. Mở bài gồm có hai ý. Thứ nhất là giới thiệu vấn đề cần chứng minh. Ở đây các bạn lưu ý cho thầy, đó là giới thiệu vấn đề. Các bạn, nhiều bạn hiểu nhầm rằng cái phần này chính là mình đi giới thiệu cái câu tục ngữ được nêu ra ở trong đề bài là đủ rồi. Đấy là suy nghĩ sai. Mà nhiệm vụ của mình ở phần này đó là mình phải giới thiệu cái vấn đề mà câu tục ngữ đó đang đề cập, đang nhấn mạnh là gì. Ví dụ như vấn đề được nhắn gửi ở trong câu tục ngữ có chí thì nên, đó là có đầy đủ ý chí, nghị lực, kiên trì, nhẫn nại sẽ gặt hái được thành công.
chứng minh là chứng minh cái vấn đề đó, chứ không phải là chứng minh, chứ không phải là mình chỉ giới thiệu cái câu tục ngữ có chí thì nên là được rồi. Ý thứ hai, các bạn đừng quên, đó là phần trích dẫn đề nếu có. Ý thầy nói ở đây là các bạn quan sát đề bài, nếu trong đề bài có dấu ngoặc kép, trong dấu ngoặc kép có trích dẫn một lời nói, một lời bài thơ hoặc một câu thơ nào đó, thì chúng ta phải trích dẫn nguyên văn lại ở trong phần mở bài của mình. Thân bài chúng ta gồm có những ý lớn sau đây. Thứ phần lớn, phần đầu, phần 1, chúng ta sẽ tiến hành giải thích nghĩa của câu nói hoặc câu ca dao tục ngữ. Có hai cách giải nghĩa. Các bạn lưu ý cho thầy, có hai cách giải nghĩa. Cách 1, đó là chúng ta giải nghĩa từ khó hoặc từ ngữ quan trọng, từ ngữ chủ đề ở trong đề bài, rồi sau đó chúng ta giải nghĩa cả câu. Cách 2, nếu trong câu nói có ẩn chứa một hình ảnh ẩn dụ, tức là ta xác định câu nói đó có hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng, nên chúng ta sẽ giải nghĩa đen trước và nghĩa bóng sau. Phần 2 là phần nêu lý lẽ. Ở phần nêu lý lẽ này, chúng ta chủ yếu xác định lý lẽ dựa vào một câu hỏi duy nhất, đó là vì sao ông bà ta lại khuyên như vậy? Vì sao lại nói như thế? Ý lớn thứ ba, đó là phần nêu dẫn chứng. Ở đây yêu cầu, lúc nãy yêu cầu về dẫn chứng trong văn chứng minh thầy đã nói rồi. Các bạn nêu dẫn chứng cần phải phong phú, đa dạng và phải tiêu biểu. Chúng ta không chỉ nêu mà còn phân tích những dẫn chứng đó nữa. Phần thứ tư là phần mở rộng, phê phán. Ở đây, nếu chúng ta phát hiện trong một bộ phận xã hội có những cái trường hợp làm trái lại với lại cái điều nhắn nhủ của câu tục ngữ, thì chúng ta sẽ phê phán chung chung ở chỗ này. Chúng ta không phê phán riêng một đối tượng nào hết, để tránh làm ảnh hưởng đến cái sự tự tôn của người khác. Điều đó sẽ làm cho phản tác dụng cái bài viết của mình. Phần kết bài, các bạn nhớ cho thầy hai ý. Thứ nhất là khẳng định lại ý nghĩa của vấn đề. Ở đây là chúng ta không phải khẳng định kiểu này, câu tục ngữ trên là đúng, câu tục ngữ trên là một chân lý, hay là câu tục ngữ trên luôn luôn đúng. Đấy không phải là kiểu hai chứng minh. Mà khẳng định ở đây là chúng ta khẳng định là ý nghĩa của vấn đề. Có nghĩa là ví dụ như mình nói là ý chí nghị lực là điều rất quan trọng đối với những ai muốn thành công. Đó mới là khẳng định ý nghĩa của vấn đề. Thứ hai, liên hệ hành động cụ thể của bản thân. Ví dụ như mình học được điều gì, rút ra được bài học nào để áp dụng cho mình trong cái câu nói đó, trong cái câu tục ngữ đó. Ở đây thầy cho một dạng ý chi tiết. Ví dụ, ở đây chúng ta có thể mở bài. Bởi vì vấn câu tục ngữ này đề cập đến ý chí nghị lực, như vậy thầy có thể mở bài bằng cách chúng ta nói về tầm quan trọng của ý chí nghị lực trước, rồi chúng ta dẫn câu tục ngữ sau. Ý chí nghị lực rất cần thiết cho những ai muốn thành công. Ông bà ta thường khuyên nhủ, có chí thì nên. Thân bài. Giải thích nghĩa, các bạn thấy không? Ở trong câu tục ngữ này, chúng ta sẽ chọn cách giải nghĩa thứ nhất, bởi vì nó không có hình ảnh ẩn dụ mà nó có những từ ngữ quan trọng. Ở đây các bạn giải nghĩa cho thầy từ chí và từ nên, sau đó tổng kết lại thành ý nghĩa của cả câu cho thầy. Phần này các bạn dễ quên lắm á. Phần sau khi mình giải nghĩa từ xong á, mình quên giải nghĩa cả câu nói là sai. Thứ hai, phần lý lẽ. Ở đây chúng ta dựa vào câu hỏi là tại sao nói ý chí nghị lực rất cần thiết cho cuộc sống của mình. Bởi vì cuộc sống có đầy những khó khăn, trở ngại. Để chiến thắng, ta không thể thiếu ý chí và nghị lực được. Có ý chí nghị lực vững vàng, việc rất khó cũng có thể thành công. Phần tiếp theo là phần chứng minh, tức là phần chúng ta sẽ dùng dẫn chứng để chứng minh. Chúng ta có thể lấy một vài dẫn chứng quen thuộc với chúng ta. Ví dụ như Nguyễn Hiền này, ví dụ như Lương Định Của này, ví dụ như Nguyễn Ngọc Ký này, hay là Nick Vujicic này, hay là Jessica Kos, hay là Helen Keller, v.v. Chúng ta có thể tự tìm kiếm trên mạng những cái dẫn chứng nào phù hợp với mình
với cái điều mà mình đang nói, vấn đề mình đang cần chứng minh thì chúng ta đưa vào, không phân biệt là thời đại nào, cũng không phân biệt là quốc gia nào hết các bạn ha. Nhưng mà khi mà mình làm bài, mình cần lưu ý chúng ta phải sắp xếp các dẫn chứng này theo một trình tự nào đó. Ví dụ như các bạn trong hệ thống dẫn chứng của các bạn mà có người Việt Nam lẫn người nước ngoài thì các bạn có thể sắp xếp người Việt Nam trước, người nước ngoài sau hoặc ngược lại, hoặc là trong dẫn chứng của bạn có xưa và nay thì xưa trước nay sau, vân vân. Phần thứ tư là phần mở rộng phê phán. Có những người thiếu ý chí nghị lực, thấy khó là từ bỏ, thì những con người này đáng chê trách bởi vì thành công sẽ không bao giờ đến với họ. Kết bài. Khẳng định lại, các bạn thấy không? Khẳng định ý nghĩa vấn đề chứ không phải khẳng định câu tục ngữ A, B, C, D là đúng hay là sai. Ý chí nghị lực là chìa khóa của cánh cửa thành công. Em sẽ, ví dụ như ở đây mình nói là cái gì, em sẽ cố gắng để thực hiện cái mơ ước của mình, hoặc là em sẽ cố gắng không từ bỏ khi gặp khó khăn, hoặc là từ đó giờ em rất là ngại học môn văn, học môn toán, em sẽ cố gắng để rèn luyện để những môn học đó mình sẽ tiến bộ hơn, vân vân. Bước thứ ba là bước viết bài. Bước này nó cũng rất quan trọng hả các bạn. Thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết mở bài. Thì sách giáo khoa có nêu cho chúng ta ba cái cách mở bài đó các bạn. Mẫu 1, mẫu 2 và mẫu 3 chúng ta có thể tham khảo. Các bạn thấy mẫu 1, hoài bão ý chí nghị lực là điều không thể thiếu đối với những ai muốn thành đạt. Câu tục ngữ của dân gian có chí thì nên đã nêu bật tầm quan trọng đó. Các bạn thấy không? Gồm hai ý rõ ràng. Mẫu 2 cũng vậy, sống tức là khắc phục khó khăn, không có ý chí, niềm tin, nghị lực để khắc phục mọi trở ngại trên đường đời thì không thể thành đạt được. Do đó, từ xưa nhân dân ta đã dạy có chí thì nên. Hai ý. Mẫu 3, ở đời mấy ai mà không muốn được thành công, thành đạt về sự nghiệp. Nhưng không phải ai cũng có đủ niềm tin nghị lực để tiếp tục sự nghiệp cho đến thành công. Bởi thế cho nên từ xưa nhân dân ta đã dạy có chí thì nên. Thấy không? Dù mở bài kiểu nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải đảm bảo có hai ý như cái phần dẫn ý chung thầy có nói. Chúng ta viết phần thân bài. Các bạn lưu ý, khi chúng ta chuyển tiếp từ mở bài qua thân bài, chúng ta cần có bước chuyển ý. Chúng ta hay quên cái này khi làm văn lắm. Và các bạn biết văn nghị luận mà, cái tính thuyết phục của văn nghị luận nó cũng một phần phụ thuộc vào cái tính liên kết, cái tính liên tục, tính mạch lạc giữa các đoạn văn và giữa các câu văn trong đoạn. Nên chúng ta phải chú ý cái phần chuyển ý này. Ở đây chúng ta có thể dùng những từ ngữ hoặc câu hỏi để chuyển ý. Ví dụ thầy có thể đưa ra một vài ví dụ những cái từ ngữ nè. Ví dụ như mình có thể dùng cái từ mở bài, chuyển thân bài. Chúng ta có thể dùng cái câu nào? Trước hết ta cần hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ, rồi sau đó mình giải nghĩa ra. Hoặc là gì? Nhưng câu tục ngữ đó có nghĩa là gì? Mình đặt câu hỏi không phải là mình để không nha. Mình đặt câu hỏi, nhưng mà sau đó mình sẽ trả lời cho cái câu hỏi đó. Coi như đó là cái câu hỏi chuyển ý. Đây, mình viết thân bài như thế nào? Ở đây, thầy sẽ hướng dẫn các bạn viết đoạn giải thích nghĩa đầu tiên. Thì cái đề này, thế chưa? Các bạn thấy. Trước hết chúng ta cần hiểu có chí thì nên có nghĩa là gì. Thầy anh nằm câu này có nghĩa là câu hỏi chuyển ý đó các bạn. Mình đặt câu hỏi sau đó mình giải nghĩa nè. Chí ở đây có nghĩa là ý chí, là nghị lực, là hoài bão, là sự kiên trì nhẫn nại. Nên nói đến sự thành công bằng bốn chữ thật ngắn gọn. Các bạn thấy không? Phần màu đỏ đấy là cái phần liên kết giữa hai câu văn lại với nhau, giữa các câu văn lại với nhau. Và phần này là phần chuyển qua để mình tổng kết lại ý nghĩa của cả câu có chí thì nên đó. Bằng bốn chữ thật ngắn gọn, ông bà ta muốn khuyên con cháu phải có ý chí nghị lực mới có thể thành công. Lưu ý cái cách diễn đạt, cái cách chuyển ý để tạo nên cái tính mạch lạc cho đoạn văn. Và ở đây các bạn mỗi cái ý lớn như vậy các bạn viết cho thầy thành một đoạn văn. Tiếp theo chúng ta viết phần trình bày lý lẽ. Ở đây các bạn thấy những cái phần in đậm cũng là cái phần chuyển tê, chuyển ý chuyển tiếp luôn, liên kết luôn. Người xưa nói không sai. Ở đây á, các bạn thấy không? Cái câu người xưa nói không sai là một luận điểm phụ. Luận điểm này thể hiện cái quan điểm bản thân của các em. Các em đồng tình với lại cái ý nghĩa của câu tục ngữ nên các em mới có ý này được. Như vậy ý này nó đóng vai trò là một luận điểm phụ đó các bạn ha. Bởi cuộc sống là một cuộc chiến, muốn là người chiến thắng phải rèn cho mình ý chí nghị lực kiên cường và kiên trì cho đến cùng. Hội đủ điều kiện đó, việc dù khó chúng ta cũng có thể làm thành. Các bạn thấy không? Hai cái luận
niệm phụ thể hiện khá rõ và được phân tích bằng những cái lý lẽ rất thuyết phục. Bởi vì những cái lý lẽ này ai cũng thừa nhận rằng nó đúng. Nha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ viết tiếp cái đoạn trình bày dẫn chứng. Đoạn này nhiều lắm các bạn ha. Mỗi dẫn chứng chúng ta sẽ trình bày dưới dạng một đoạn văn. Ở đây thì thầy chỉ hướng dẫn các bạn viết một đoạn thôi, chứ thời lượng không cho phép thầy hướng dẫn các bạn viết nguyên bài đâu. Ở đây, thực tế có rất nhiều tấm gương ý chí nghị lực đáng để ta học tập. Các bạn thấy không? Đây là phần chuyển từ lý lẽ sang dẫn chứng, liên kết hai đoạn này lại với nhau. Và đồng thời đây cũng là một luận điểm phụ. Các bạn lưu ý, đây cũng là một luận điểm phụ. Thời xưa, có Nguyễn Hiền xuất thân trong gia đình nghèo, cha mất sớm, ông ở với mẹ hàng ngày chăn trâu cắt cỏ. Vì nhà ở gần chùa nên thi thoảng Nguyễn Hiền ra chùa chơi. Khi ấy, sư thầy chùa Cảnh Tiên mở lớp dạy học cho con nhà quyền quý trong vùng. Ông học lỏm rồi viết chữ ra lá chuối trao đổi với bạn bè. Ông miệt mài vượt khó đến năm 13 tuổi đỗ trạng nguyên. Các bạn thấy, ở đây không phải là kể lại cả cuộc đời của Nguyễn Hiền nha, mà là chúng ta chỉ điểm lại những cái ý mà có liên quan đến cái vấn đề mà ta đang chứng minh mà thôi. Tránh chúng ta sử dụng cái văn tự sự ở chỗ này. Các bạn thấy không? Phân tích. Coi như cái này là một đoạn. Rồi các bạn sẽ dùng 4 đến 5 dẫn chứng thì sẽ có 4 đến 5 đoạn nữa. Bây giờ thầy hướng dẫn các bạn viết một cái đoạn phê phán này các bạn. Ở đây các bạn thấy từ in đỏ thầy có ghi, đó là cái từ ngữ chuyển tiếp. Vậy mà, vậy mà ở đây có nghĩa tương phản đó các bạn. Trong xã hội lại còn không ít người thiếu nghị lực sống, gặp chút khó khăn là bỏ giữa chừng, sống như thế thật vô nghĩa. Các bạn thấy không? Đây là phê bình chung chung một bộ phận trong xã hội, chứ chúng ta không nói riêng một cái cá nhân nào. Nhớ đó. Và chúng ta sẽ viết kết bài. Tóm lại các bạn thấy không? Từ mà kết bài, thân bài sang kết bài phải có những từ ngữ chuyển ý. Ở đây kết bài là phần tổng kết lại, nên những cái từ ngữ đó thường là những cái từ ngữ mang ý tổng kết. Ví dụ như tóm lại nè, hoặc là nói tóm lại, hoặc là nhìn chung lại, hoặc là khái quát lại, vân vân. Các bạn có thể chọn lọc. Bước thứ tư là bước đọc lại và sửa chữa. Bước này chúng ta hay quên lắm ha các bạn ha. Bước này rất quan trọng. Các bạn đọc lại để xem và sửa chữa cái gì? Chính tả, từ ngữ, dấu câu, diễn đạt, liên kết, vân vân. Như vậy là thầy đã hướng dẫn xong các bạn cách làm một bài văn chứng minh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ ứng dụng, thực hành và đạt được kết quả thật tốt trong những bài kiểm tra sắp tới. Chào các em.